Dạ em tên là Phương Cao và hiện nay là em 26 tuổi. 26 tuổi. Dạ. Em là Trương Nguyễn, em hiện nay là 31 tuổi. Quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, tới tháng 6 này là tròn 5 năm, bước qua năm thứ 6 rồi. Anh rất là tò mò về chuyện tình yêu của hai bạn. Ai là người thích ai trước? Dạ, để em kể trước cho. Ok. Hai tụi em biết nhau qua Facebook trước rồi. Có tiệc sinh nhật của bạn em. Hôm đó Chua nhắn tin cho em là hôm nay đang làm gì? Em nói là chiều nay em có đi tiệc sinh nhật. Chua nói Chua đi theo được không? Lúc đó chưa có biết gì hết, chỉ nhắn tin như bạn bè qua lại bình thường thôi. Em nói ok. Ngày hôm đó Chun tự đến luôn. Mày không nghĩ là Chun tới quá tự nhiên đến vậy mà quá dạng luôn. Tưởng đâu là nói giỡn chơi thôi mà Chun đi thiệt. Chun sao vậy Chun? Đó là ngày 13 tháng 6, 8 giờ tối, trời đang mưa. Em chạy xe máy đến cái chỗ mà đã hẹn tiệc sinh nhật đó. Thật ra cái mẫu người của Chun là không thích những người mà thật sự mềm mỏng nha, ẻo lạ. Mà cái ngày đó là em chờ ngay cái chỗ mà cái bữa tiệc sinh nhật đó, đến khi mà xe taxi của mấy bạn của bạn với Phương xuống rồi, đầu tiên em đập vào mắt là tóc đỏ tóc xanh. À là một hồi. Đúng rồi, một hồi à. Tóc đỏ tóc xanh bước xuống rồi em nói rồi chết rồi, chắc mình phải đi về đó, chắc mình có xe đi về quá. Rồi mới nói thôi chờ chút xíu là xem. Lúc đó mà Phương bước xuống sau cùng rồi lúc đó là đập vào mắt mình là cũng là cái áo da beo, một cái quần tây, quần đỏ đô, mặc giày bóng đen bóng đó. Chết rồi bên khối xe đi về. Rồi làm sao Chung quyết định không về mà ở lại? Mình nghĩ là thôi tới rồi thì mình cũng đi vô luôn. Thế khi mình đi vô là Phương ở đây, Chun ngồi đây, bên này có một bà nữa. Thì lúc đó chưa có ấn tượng với Phương. Trong quá trình mà sinh nhật á, mình cảm nhận được là Phương á, nó rất là tự nhiên, kiểu là giống như là dưới quê lên nó tự nhiên, nó nhìn nó hài hòa lắm, cho nên mình hấp dẫn với cái đó. Ủa bộ dưới quê lên mới tự nhiên chưa? Có nghĩa là nó không có không có cố tạo hình ảnh. Đúng rồi. Đến cả những cái điều cử chỉ ăn nó cũng tự nhiên, cho nên mình ăn tự nhiên. Đúng rồi. Em vẫn nói như vậy. Không có nhiều hình ảnh cho nên mình cuốn hút về cái đó. À nhưng mà Chun biết Phương ở trên Facebook trước rồi, là có nghĩa là Jun phải biết được là ở Phương thích ăn mặc như thế nào, ngoại hình như thế nào rồi chứ. Nhưng mà hôm đó là cái bộ khác, áo quần khác hẳn. Đúng rồi, nó hơi khi gặp nhau mới có biết nhau mấy ngày thôi anh, chứ không có quá lâu đâu. À và lúc đó chàng ta cũng chưa có tham khảo gì Facebook em nhiều đâu. Rồi sau đấy tầm khoảng một tiếng sau, Phương ngồi ăn bánh sinh nhật á, có một cái hình trái tim này nè, để ở dưới bàn á. Phương lấy Phương bẻ ra, cứ nghĩ trong đầu á là Phương là cho mình nửa cái nửa trái tim đó, nhưng mà là Phương là cho cái bàn kế bên. Tức anh quá, tức anh nghe mà anh còn tức anh. Sau đó mình cứ để ý Phương đi toilet mình cũng phải để ý. Tại vì tức cái bàn kế bên rồi. Đi đâu là mình soi. Thật ra lúc này là đâu phải quen nhau gì đâu, chỉ là bạn bè trên Facebook biết. Em còn nói trong bụng ủa sao, tại sao lại đến. Em tưởng là nói chơi thôi. Lúc đó là Chun không phải là mẫu hình tượng của em. Là em không thích ai mắc một mí. Nhưng mà hôm đó gặp á, ấn tượng ngoại hình giống như Hàn Quốc quá. Mà đi taxi đi bar, bên xe em đầy rồi, mà Chun cứ chạy tới chạy lui hoài, xe kia trống mà không đi, cứ muốn lên xe này mà. Cái bạn em á là nép vào để cho Chun lên. Lên vậy sau này Chun nói bữa đó mà không cho lên là đi về là luôn. Đi về hả? Lúc đó em vào lên Sài Gòn được 6 tháng, em ở ký túc xá. Em học ngành làm đẹp ở ký túc xá. Thì nguyên ký túc xá của em về, Chun về nhà đâu có được nữa đâu. Chun ở nhà với anh trai. Cái xong rồi Chun mới xin ở lại, cũng 2 giờ sáng rồi. Cái cho Chun qua phòng ở bên. Phòng ở bên là phòng với các bạn tóc xanh tóc đỏ mà. Qua hôm sau là nhắn tin, tối nay em rảnh không? Mình cà phê nha. Cứ thế ngày nào Chun cũng qua. Khi ăn tháng, thể hiện tình cảm từ từ, nhắn tin, có động thái ngồi gần mình, có rồi để tay qua đùi luôn. Cái em nói, tự nhiên quá. Là một tháng là tán được em? Dạ đúng rồi, đúng một tháng. Khi em lên Sài Gòn này á, là em học được 6 tháng. Em xác định trong đầu là em không quen ai hết. Học xong rồi đi về. Thật sự á, ngày xưa đối với em á là
tình cảm á, trong 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 thế giới này á, cảm giác nó mong manh lắm, dễ bị tổn thương lắm. Nhưng mà em trải qua nhiều mối tình tan vỡ rồi hả? Anh Chun mới là người mà em về sống chung 6 năm, chứ những thời đi học chỉ có một hai người tìm hiểu nhắn tin chơi thôi. Rồi hai bạn có nhớ lần đầu tiên mình hôn nhau là lúc nào không? Lần đầu tiên là không quên Thảo Trắng ở cái mặt tháng 8. Em dành Phương đi chơi ở trong đó, rồi hai đứa núp lùm dưới bóng cây buổi tối. Thật ra nói nghe lúc mình nghe nó gây thật sự phải là như vậy. Hai tụi em đi vào công viên, còn người ta khiêu vũ xong trò chơi con nít xong rồi cái ngay cái bờ hồ có cái băng để ngồi mà dưới đó có cái tán cây. Anh nó núp lùm nghe ghê núp lùm. Anh tưởng là có cái bụi cây nào để nhét hai đứa vào trong. Nghe nó không có lãng mạn chút xíu nào hết á. Rồi mà sao? Hai đứa cùng tròn một cái bóng tối chứ không có không ánh sáng gì. Mắc cỡ anh Chun ngày nào cũng qua em luôn, qua ở ký túc xá mà ký túc xá của em á là dừng tầng mà tối nào cũng đi qua một hai ngày. Cái ngày thứ ba thứ tư gì đó anh Chun nó hôm nay cho ở lại mua chuộc cái cô giữ tòa nhà đó, tại vì ký túc xá là không cho người lạ lại. Tối nào cũng qua mua lại. Mà anh nghĩ cái giường ký túc xá nó chỉ bằng cái ghế của anh thôi, một người nằm thôi, hai đứa ngồi chung. Ở dưới có một bạn nữa, cái bạn nó nói nè: anh Phương ơi, em đang nằm dưới đây á nha, hai anh nằm cẩn thận nha. Không, mà em thấy cái giường nó mình không có. Công nhân mình cũng lèo thiệt, là nó sập cái lên xong tôi luôn bạn ở dưới. Mà hai đứa nép nhau nó cứng ngắc. Ba tháng trời xong mới ra. Đúng rồi, ba tháng. Ủa là một tuần chui sang đấy bao nhiêu ngày? 7 ngày. Lúc đó cái chỗ em ở cũng gần ký túc xá với Phương, và cái chỗ em làm cũng gần ký túc xá với Phương luôn, cho nên buổi trưa thường em không ăn ở công ty, em đến ký túc xá ăn với Phương. Tại vì ảnh làm ở trong, ảnh làm quản lý nhân sự và trong công việc ảnh rất là nghiêm túc, cho nên ảnh không muốn cho người ta biết giới tính của ảnh. Và có một cái cô bạn làm chung công ty rất là thích ảnh luôn, mà em ở là gần công ty ảnh mà người ta có thể đi qua lại thường xuyên. Ảnh qua gặp em mỗi buổi tối mà ảnh ngồi phải xây mặt vô, em nói ủa sao anh này ngồi cứ đưa cái lưng ra lộ hoài. Rồi trong cái khoảng thời gian đấy có cái kỷ niệm nào mà hai bạn cảm thấy là mình nhớ nhất không? Ngày hôm đó đúng là ngày sinh nhật. Mấy ngày trước cái anh mua già cho em ảnh, ảnh giấu. Cái anh nói đi công việc về phải không, bữa đó hơi cằn nhằn hơi bực. Ủa sao tối này hôm qua ta tự nhiên mặc nguyên một cây thắt cà vạt. Nguyên một cây nghiêm túc thắt cà vạt tới. Xong anh nói ủa hôm nay đi đâu vậy? Thì đi sinh nhật của em. Phải một chiên áo sơ mi trắng và thể thao. Cái dẫn em lại cái nhà hàng Hàn Quốc ăn đồ ăn nướng xong dẫn ra phố đi bộ. Đi tới đâu ai cũng nhìn hết trơn luôn. Điện cái tôi đi phố đi bộ mặc đồ quá trời nghiêm túc vào buổi tối. Tôi đón mà còn đang ngượng nhưng mà vẫn nắm tay em, thò tay em nắm đi hết phố đi bộ đi về. Thật ra là nó cũng đẹp nhưng mà nó sai hoàn cảnh, không hợp hoàn cảnh lúc nào. Buổi tối tôi đi dạo mặc đồ cho chú rể. Trong 5 năm đó mình phát hiện ra cái khuyết điểm nào của nhau? Lúc đầu ai cũng cho mình cái vỏ bọc thật là hoàn hảo. Đúng rồi. Thật ra đối với anh Chun á, người con là một người hiếu thảo. Người em trong gia đình là rất là thương anh chị em của mình và là một người đàn ông của gia đình. Nhưng có một cái tính xấu cực kỳ luôn, nóng tính. Mặc nhiều khi đang nóng, nóng cũng bị nóng. Khi mà nóng nực á, làm cho cũng bị tăng nhiệt độ lên nữa. Tại lúc mà đang nóng em mới lại mới lạnh đứng đi. Em múc cho ly nước uống liền. Chứ không lát hả bốc quả lên là bất chấp mọi người xung quanh là thật á. Yeah. Là tự dưng đứng chửi thế à? Không có ai mà làm phật lòng á là la liền. Còn chú Phương thì chỉ có một cái tính xấu là ngủ á. Con ngủ mà khi mà em kêu dậy á hoặc là em giỡn á là bắt đầu quạo, có khi là uốn em đó, được cái tính đó thôi. Thà em thức bao nhiêu cũng được. Nhưng mà khi em đang ngủ thà em báo thức em dậy. Mà em đang ngủ á, mà ai mà kêu em dậy em nói đợi em xíu. Mà anh này rất là nhây. Đang ngủ kêu dậy, dậy đi em, dậy đi em. Xong, bực quá. Nhưng mà có cái trận nào mình cảm thấy là mình gây nhau một trận lôi đình không? Có cái trận mà sinh nhật của em năm thứ 2. Rồi em lúc đó quen nhau được qua năm thứ 2. Xém chia tay luôn, dọn đồ đóng thùng rồi hết rồi. Em đập đồ quá trời, chén đồ rồi. Đúng rồi đó, cái tính xấu đó. Nóng lên là đập. Nhưng nếu không đập mình là được. Dạ đúng đập đồ. Nhưng mà cái câu chuyện đấy là như thế nào em? Phương nói chuyện với một cái chị, nhưng mà em phát hiện được là kêu em bằng nó. Khi mà em phát hiện ra là kêu em bằng nó, em tức. Phương đang đi làm em phải kêu về. Em tức, em ở nhà em lấy em chén gì đập hết. Thế thôi á? Đúng rồi.
Tại vì á, khi tụi em kêu em nó. Tại vì khi tụi em quen nhau á, tụi em có một cái giao kèo riêng, đó là không bao giờ được kêu mình bằng mày và tao. Và không bao giờ được nói từ chia tay. Thật ra là khi em nói chuyện với cái chị đó lớn tuổi hơn anh Chun, chị mới xin là em nói cái gì á, nó xưng nó thì giống như lớn hơn bình thường á. Cái em cứ đang nói chuyện, cái em xưng luôn với người đó, nhưng mà thật ra em thấy có lỗi thiệt. Mình thấy mình sai. Nhưng mà cái việc Jun phản ứng kiểu, có nghĩa là anh ngạc nhiên chỉ vì một cái lý do như vậy thôi mà em có thể đập hay là em có cãi nhau nữa. Cho nên tính xấu là gì đó. Mà em thường đập đồ có giá trị hay không giá trị? Cái nào mà nó có nghe tiếng vỡ là em. Còn tivi thì không dám đâu. Là không đập điện thoại, tivi các thứ đúng không? Chỉ đập cũng được. Đánh thiệt hả? Cũng được. Rồi sau đó là Phương đi về sinh nhật ở với cô ấy á, em không về. Cho Phương về mình luôn. Nhưng mà cuối cùng á, em suy nghĩ lại á, thôi đi về để gặp nhau lần cuối để lên chia tay. Thế là em cũng bắt xe em đi về với cô ấy luôn. À lúc đó không phải là bắt xe mà anh chạy xe máy về. Rồi sinh nhật xong rồi hai đứa chở nhau lên, thì trong quá trình đi lên á, lúc đó là trong suy nghĩ của mình là chia tay rồi. Mình nói ra những cái gì hết rồi, nhắn nhủ những cái gì rồi. Lúc đó hai đứa đi nhau ôm nhau trên đường vừa chạy xe vừa khóc. Cái giọng ấy là không có chia tay được đâu. Thật ra hôm đó là đập đồ, đóng thùng hết rồi. Chứ Chun đi ra ngoài ngủ luôn, em ngủ không được. Em điện với bà bạn của em qua, cái uống vài lon bia xong tâm sự. Lúc đó em dọn đồ, tại mưa tầm tã luôn anh, khung cảnh buồn dễ sợ luôn. Đi dọc đường mà ông Grab ông chở mình á, mà mình ngồi mình khóc tức. Về tới quê cái mẹ hỏi, ủa Chun đâu rồi con? Dạ ảnh bận công việc với chị cho nên không có về được. Cái trưa nữa, 1 giờ ổng ở đâu, ổng tè tè ra trước cửa nhà. Rồi ngày là sau mẹ là hiểu rồi đó. Tháo thùng tháo đồ, bỏ lại vị trí cũ hết. Gắn lại tivi lại hết. Đi lên Sài Gòn đi xe máy cái thịnh tình. À anh vậy đó, thôi lần này anh gặp em lần cuối xong về mình lên chia tay. À, tâm sự anh thương em vậy nhưng mà giờ không có duyên thôi. Anh về quê anh buồn, anh ở một mình anh tới lúc anh chết luôn, anh không vào Sài Gòn nữa. Rồi rớt nước mắt xong rồi lên rồi mà hai đứa dọn đồ ra cho lại. Không có kiểu gặp nhau lần cuối mà tâm sự sau đó chia tay được đâu nha. Lúc đó cũng có ý định chia tay. Không, lúc đó em cũng nghĩ là bỏ luôn. Chia tay thì chia tay, xong rồi gặp nhau xong rồi nói chuyện xong rồi phải. Cái lúc đó chưa nói là chia tay, dọn đồ dằn mặt gì đó chứ chưa nói là chia tay. Anh định về gặp để nói là chia tay đó. Rồi dính đến bây giờ luôn. Anh có tin đó là em ở trong bếp thì anh Chun cũng ở trong bếp. Nói chung là hai người chỉ cách nhau chừng 2 mét. Đi cầu thang cũng vậy, hai đứa phải ví dụ em đi trước em đi sau cũng được. Cũng phải chờ, cũng phải chờ. Cái đó giống như là phong tục của nhà em luôn rồi đó. Bây giờ đến là em nuôi con cuốn đó. Nó đi cũng hai ba bậc, cũng đứng lại chào tụi em rồi, không có em đi trước, đứng lại chờ nó. Ví dụ như bây giờ bọn em ngủ phải nắm tay. Từ lúc yêu nhau tới bây giờ, lúc nào tối ngủ gì nhỉ? Ngủ, phải nắm tay vậy, ngủ. Còn tay này, nửa đêm giật mình vậy là cũng phải nắm à? Quàng ấy lên đến đầu. Vậy nè. Nào, ngủ là vậy đó. Anh tưởng tượng anh cũng thấy mỏi luôn á. Không, tại vì khi nằm mình có cái gối nó cao á, mình thấy thoải mái. không là hai ta cứ nắm tay ngủ. Quay nè, hôn nhau á nhưng mà hôn bằng má phải hít. Hôn là hít mới chịu. Hôn là hít mới chịu. Hôn mà hôn mà không hít là không chịu. Không được. Chịu. Đâu hôn là phải thử. Đâu thử cho anh coi. Gọi là thị phạm đó. Đúng rồi, vậy mới chịu. Em chứ mà đưa vô. Em thử lại. Đó, chứ mà đưa vô với em không chịu đâu.